Hôm nay hôm nay lúa về. Hôm nay phải nói một ngày lúa về anh em ạ. Đầu tư 171 cái lệnh bài bot. Đấy, vị trí 171 cái lệnh bài bot nó rơi vào được anh Dương anh Dương bằng hào hoa bán rẻ là 130 xu cái thì nó tương đương với khoảng tầm là 1 triệu Việt Nam đồng. Hôm nay đầu tư một triệu Việt Nam đồng thì có những gì? Đấy, anh em ạ. Hôm nay đánh lệnh bài bot 171 cái có những gì? Đầu tiên phải vào ngay. Với lại quả Ngọc Bội một bộ may mắn 9 ẩn 2. Cái này uh, theo như anh Phúc rủi như định giá hồi nãy á. Nhưng mà em em cũng không rõ về giá của của đồ may mắn thì anh Phúc rủi như hồi nãy anh ấy định giá là nó rơi vào khoảng tầm 4 5 triệu gì đó. Đấy. À em không rõ giá đồ may mắn. Nhưng mà em nghĩ là không được 4 5 triệu đâu, em nghĩ là chỉ tầm 2 3 triệu thôi. Đấy, em nghĩ là được tầm 2 3 triệu thôi. Cái ngọc bội này. <laughs> Tiếp theo là món đồ thứ hai. à Tiếp theo món đồ thứ hai là cặp nhẫn làm chậm. Cái nhẫn làm chậm 40 sinh lực 42, nội lực 43, cái nhẫn này rơi chắc được tầm 5 kim. Còn cái nhẫn này cũng làm chậm 40 nhưng mà sinh lực 102. Cái nhẫn này thì nó bình hơn. Đấy, về cái lượng sinh lực. Nhẫn này cặp nhẫn này em đoán là nó rơi ở khoảng tầm 10 đến 15 kim. Cái cặp nhẫn này, rồi hai cái nhẫn làm chậm này. Nhưng cái nhẫn là làm chậm 40 này nó được ẩn một này. Nhưng mà thực ra ẩn à, bây giờ cũng không không, không, không quá quan trọng rồi mà. <laughs> tiếp theo này tiếp theo anh em nhé tiếp theo này tiếp theo quả dây chuyền là quả dây chuyền may mắn hai dây chuyền này thực ra là không gọi là siêu phẩm trong buổi tối ngày hôm nay được dây chậm này dây chuyền là vớ vẩn thôi nhé xuống dưới đây tiếp theo này tiếp theo quả này siêu phẩm này ten 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 một cái dây chuyền kháng tất cả 18 thân pháp 8 cái dây chuyền này thực ra để mà nói thì giá của nó cũng là tiền triệu Giá của nó cũng phải tiền triệu nhưng mà để mà nói thì em chưa định hình được CB này ai sẽ xài cái dây chuyền này. Chưa định hình ai sẽ xài. Đấy. Chưa định hình được ai sẽ là người xài cái dây chuyền này. Nhưng mà chắc chắn là một triệu em không bao giờ bán chả thả để kho, nhưng mà giá của nó chắc chắn phải là tiền triệu. Là để trong dương cho đẹp thôi. Ừ, có thể năm độc bùa nó xài. Năm độc bùa nữ nó xài. Võ đang năm hành thì nó phải cần thêm làm chậm cơ kháng tất cả không cần Tiêu điểm của buổi tối ngày hôm nay cùng với Ngọc Bội may mắn chín đó là gì ạ? Một cái mũ làm chậm 40, phòng thủ vật lý 21, sinh lực 103 và nội lực 70 Cái mũ này sau khi mà em được đánh ra là có rất nhiều người đặt cọc từ vị trí của từ thầy Từ anh Hải Hoàng, từ anh Võ Đăng Quyền Linh, từ anh Dương Đẹp Giai, từ anh Sơn Pin Còn rất nhiều người đang muốn cái mũ này và cái mũ này thì hiện tại đang khởi điểm của các anh ấy đang tranh chấp nhau ở cái mức giá là 2 triệu đến hai triệu rưỡi <laughs> ở mũ phòng thủ vật lý 21 làm chậm 40 sinh lực 103 được lực 70 đây là cái món mà em có thể nói là món mà dễ trôi nhất trong buổi tối ngày hôm nay nghĩa là mũ này đang rất nhiều người cần quá wow, ok luôn cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ em trong buổi tối ngày hôm nay cảm ơn tất cả anh em nha ok anh em chưa <laughs>